Rồi chào bạn nhé. Thì hôm nay mình về được có một gói hàng nho nhỏ thôi, tuy nhiên mình cũng sẽ review và khui ra xem có cái gì báo giá cho anh em nhé. Và đây là số điện thoại mình 0979782366. Các đối tác cũng gửi hàng cho mình qua số điện thoại này các bạn nhé. Và số điện thoại này của mình hoạt động đều đặn, ngày nào cũng mở máy ok, từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Anh em đừng gọi sai cái khung giờ đó nha. Gọi sai khung giờ đó mình không nghe được máy là thứ nhất. Thứ hai, đây là một số hotline. Cho đến ngày hôm nay thì mình khẳng định là được sự yêu mến của khách hàng cũng như là được sự tin cậy của rất nhiều khách hàng trên cả nước. Nên ngày nào mình cũng nhận 100 cho đến 150 cuộc gọi đến cái số thuê bao này. Đấy, chính vì lẽ đó mà hôm nay mình nói đến cái số điện thoại, mình mới nhớ lại một vấn đề mình chia sẻ một tí xíu. Số điện thoại này là hotline. Nên khi mọi người điện tới số 0979782366 này, nếu như thấy máy bận hoặc là máy không nghe máy thì mọi người vui lòng nhắn cho Nhật Nam một cái tin nhắn nhé. Hoặc là 10 hoặc là 15 phút sau anh em gọi lại giúp mình. Vẫn thấy bận nữa nhắn tin. Đấy, còn đừng nghĩ ngợi gì hết nhé. Bởi vì nói số điện thoại mình mới nhớ, chiều hôm qua có một bạn khách, bạn này chắc trẻ tuổi. Bạn định điện thoại cho Nhật Nam để mua một con máy. Nhưng mà mình hướng dẫn thủ tục đâu đó, bạn bảo mình ghi địa chỉ các cái đầy đủ các kiểu con đà điểu mình cũng ghi. Xong lúc sau bạn này gửi cho mình một cái mã thẻ cào. Thì trong khi các bạn gửi mã thẻ cào này qua mình chưa kịp xem thì lại có một người khách nữa lại điện đến cho mình để đặt máy khác. Thế là bạn này thấy gọi đến cái số này của mình thấy máy bận. Một lúc sau bạn gọi sang cái số 123 của mình thì lại được. Thì lúc đó là vô tình là khách kia đã xong việc của khách kia là cúp máy rồi. Bởi vì mình lưu ý bạn rằng là hai số mình đều xài chung một máy nên là bất cứ gọi đến một số nào là máy nó sẽ báo bận nhá. Đấy, nên là xong là bạn đó nói mình là giống như là một cái thằng lừa đảo này kia đồ ấy. Đấy, giống như là vừa gửi mã thẻ xong, mình nạp cái thẻ xong rồi thì không nghe bạn đấy nữa. Nhưng mà vô tình lại mình cái thẻ mình cũng chưa sử dụng, thậm chí mình còn chưa được xem cái tin nhắn là nó tròn méo như thế nào. Mình nói bảo bạn bình tĩnh bây giờ để mình chốt đơn cho, nhưng mà bạn lại sồn 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 lên. Nó bảo vừa gửi cái thẻ sang xong phát thì đã thấy chặn máy rồi, không gọi được, bây giờ gọi số này mới gọi được. Ok, mình tức quá mình trả lại cho bạn cái thẻ, không bán máy cho bạn đấy luôn. Đấy, thì mình chia sẻ này cho các bạn mua hàng để biết nhé. Đây là số hotline, một ngày 100 cho đến 150 cuộc gọi chứ không phải là số của một người sử dụng bình thường. Một ngày 5 hay 10 cuộc gọi các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm nếu thấy máy bận nhắn tin nhé. Và lưu ý là liên hệ từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Vì là đến 10 giờ đêm Nhật Nam để chế độ im lặng. Các bạn có gào, có thét, có gọi, có la, có làng, có ức chế, có bực mình thì Nhật Nam cũng không biết điều đó. Sau 8 giờ sáng các bạn cứ việc gọi hoặc là các bạn nhắn tin thì giờ đó Nhật Nam mới check nhé. Ok. Rất mong là các bạn thông cảm vì sự bất tiện này. Thực sự ra từ 8 giờ đến 10 giờ đêm là nó cũng là một cái quỹ thời gian khá lớn rồi. Một ngày mỗi con người chỉ có 24 tiếng thôi. Đấy, mình đã dành cho khách hàng khá là nhiều rồi. Đấy, thường thường các bạn làm, đồng ý mình biết các bạn làm từ 7 giờ sáng. Nhưng đến 5 giờ chiều là các bạn nghỉ nhá. Còn mình là từ 8 giờ cho đến 10 giờ đêm. Ok, thế nhá, bây giờ khui hàng. Chứ hôm nay lan man nhiều quá nhưng mà thật sự nói để mọi người hiểu và thông cảm. Đấy, chứ không thôi là gửi cái mã thẻ. Cái mã thẻ thì thực ra cái mã thẻ bạn gửi sang mình chưa nạp ngay đâu. Mình bán lại để quy ra tiền. Cho nên là các bạn cứ mãi thoải, ai thích lấy lại cứ lấy. Lấy lại thì không được chốt đơn hàng, có thế thôi. Chứ còn mình không có thèm thuồng gì một hai cái thẻ cào của các bạn để phải lừa các bạn 100 nghìn đâu. Đấy, rất là nhiều người chuyển tiền vào tài khoản mình trả đủ luôn. Mình coi đó chuyện đó chuyện bình thường. Tiền mà hiển nhiên rồi, không lấy trước lấy sau. Các bạn đã mua sản phẩm, các bạn không trả hôm nay, các bạn trả hôm sau, có thế thôi. Còn tiền cọc là tiền gì? Là tiền trừ vào tiền máy nhá. Đấy, chứ không phải là tiền đấy mất đi, nó không mất đi đâu cả. Nó chỉ là thể hiện cái sự uy tín của các bạn. Thực ra cái tiền cọc là cái thể hiện uy tín của các bạn đấy. Xem là uy tín của các bạn đến đâu khi đặt mua món hàng thôi. Chứ còn mình khẳng định với các bạn rằng là tiền cọc không phải là uy tín của Nhật Nam. Những sản phẩm các bạn mua đây nó mới khẳng định thương hiệu và uy tín của Nhật Nam. Còn tiền cọc là mình đang để cho các bạn giao được cái uy tín của các bạn qua cho mình. Mà các bạn đôi lúc có một số bạn coi cái 100 ngàn tiền cọc đó nó rẻ quá. Thì mình nghĩ là các bạn đang tự đánh thấp uy tín của chính bản thân các bạn thôi nhá. Còn 100 tiền cọc đó nó không phải uy tín của Nhật Nam. Đấy, Nhật Nam không nói chuyện đến 100 đấy đâu. Ok.
các bạn muốn mình, tại sao người ta lại phải bắt mình đặt cọc? Bởi vì nhiều thánh bom quá đấy, cho nên các bạn khi các bạn đặt cọc là các bạn thể hiện cái uy tín của các bạn thôi nhá, chứ không ai cướp bóc chấn lột gì 100.000 đấy của các bạn, và các bạn hoàn toàn tự nguyện khi đặt cọc đó, vì các bạn phải chứng minh cho chủ shop người ta thấy cái uy tín của các bạn đấy. Mình nói như thế này tuy khó nghe nhưng mình nói thật đấy. Đấy, sự thật thì nó hay mất lòng, mà thuốc đắng thì mới phải dã tật đấy. Bởi vì tại sao người chủ shop người ta cũng không tin tưởng để khi các bạn đặt hàng là như vậy, nên là các bạn tốt nhất thể hiện uy tín của mình bằng tiền cọc thế thôi. Là có nghĩa là ok, tôi rất thích món hàng của anh bán, tôi thiện chí muốn mua đấy, chứ còn nói bằng mồm không thì ai tin. Cũng giống như này, mình nếu như hàng mình không tốt, mình không bao giờ dám cho các bạn xem hàng, đúng không? Nhưng hàng của mình tốt, mình tự tin, các bạn chỉ cần phải đặt cọc, hàng đến được xem nhá, được xem mới phải thanh toán tiền. Các bạn khi mua hàng chỉ mới phải đặt cọc 100.000, các bạn đừng nghĩ là các bạn đã mất hẳn mười mấy triệu rồi, nghe nó to tát, nghe nó buồn lắm nhá. Đấy, thật sự vậy. Đây, hôm nay mình về iPhone 11 màu tím mắm tôm. Màu tím mắm tôm nhá, phiên bản 64GB màu tím mắm tôm được 2 máy. Ok, màu tím mắm tôm được 2 máy để mình xét màu trước rồi mới báo giá được nhá. Bởi vì những cái này là theo màu, tại vì lấy combo như thế này phải theo màu, màu này gánh màu kia. Đấy, cũng giống như một câu nói người ta bảo, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai. Dẫu biết rằng màu gôn, màu mắm tôm, màu xanh là đẹp, nhưng màu đen rồi ai lấy. Đấy, thế nên màu đen nó phải rẻ hơn, đúng chưa? Đấy, đây màu đỏ nữa đây. Mình thì nói chung mình chỉ biết chia sẻ thật lòng thôi, nhưng mà mình đang bảo vệ cái danh dự của khách hàng đấy. Cái uy tín của các bạn nó chỉ có 100.000 thôi mà các bạn còn không dám đặt cọc nữa, thì các bạn bảo các bạn uy tín chỗ nào? Các bạn bắt người ta phải tin các bạn, ok, đúng không? Thì các bạn phải đặt cọc người ta mới tin các bạn được chứ. Đồng ý là người ta muốn bán được hàng, nhưng không ai muốn làm công không, không ai muốn là đi ra bưu điện trả tiền ship xong vài bữa lại nhận về món hàng của mình ở cái thời điểm mà nó đã xuống giá các bạn nhé. Các bạn phải hiểu cuộc đời nó là như vậy, có vay thì nó sẽ có trả thôi đấy. Ok, và hôm nay như thế này thì các bạn nhìn thấy đây, mình về chỉ vỏn vẹn được có 6 cái không phải 5, mà tới 3 cái màu đen. 6 cái máy mình lấy theo kiểu combo này, không có một cái nào màu xanh, vẫn chả có màu gold, có 2 cái màu tím, cái màu đỏ với 3 máy màu đen. iPhone 11 các bạn nhé, iPhone 11 để mình lột ra đây các bạn dễ nhìn, dễ hình dung. Và máy thì mình khẳng định máy như một cái máy mới rồi. Dĩ nhiên đây là hàng cũ nhé, nhé. Đây là hàng cũ, còn anh nào thích mua máy mới ok, mời các anh quẹo phải sang Thế Giới Động hoặc FPT hoặc chỗ nào đó các anh coi là thân thiện. Đấy, chỗ thân thiện của các anh thì chỉ có các anh mới biết thôi. Đấy, còn em thì không biết. Rồi, con này hết pin, cho nó vào vòng gửi xe, tí nữa sạc pin lên tính tiếp. Ok, con này còn pin, xem luôn mã gì. Mà thừa một đợt hàng về thế này nó sẽ chung mã nhá, nó sẽ chung mã, vì đây là hàng nhập khẩu nhá. Và mình phải lưu ý với bạn rằng đây là hàng nhập khẩu chính hãng của Ché Táo nhá. Đấy, thế nào cũng có thằng mình mà không nói rõ lại, nó lại bảo đây là hàng nhập lậu thì chết mẹ luôn. Đấy, nó lại vào nó bình luận luôn. Mấy cái thằng mà cái gì cũng biết là biết điều không biết ấy. Ok, đây là máy mã Mỹ này, 64GB. Đương nhiên là chính hãng của hãng Trái Táo sản xuất nhá, hãng Apple của chúng ta. Và mình xem pin, à cũng quan trọng tình trạng pin, bởi vì những cái máy này nó rất là đắt đỏ, mười mấy triệu. Ok, đây, zin nguyên bản và pin 100%, máy mã Mỹ 64GB. Chúng ta kiểm tra ROM màn hình xem hở chưa, xem đã có thằng vẹo nào nó mở ra chưa. Đấy, những thằng nào dỗi hơi thừa việc như thằng Nhật Nam lâu lâu mở ra xem đấy, làm cái clip đúng không? Ok, biết đâu quanh quẩn đâu đó vẫn còn những con người như mình. Đấy, nên mình phải xem. Ok, nhưng mà cái này chưa mở. Đấy, chưa gặp phải thằng dở hơi nào. Nhưng mà kiểu gì vài bữa nữa sẽ gặp phải thằng dở hơi chuyên gia selfie Tạ Tuấn, thế nào cũng mở máy ra cho xem chơi cho vui. Ok, màu đỏ cũng thế. Rồi, ok, và sau một vòng review mình đánh giá là thế này. Sản phẩm này nguyên mới, đẹp, chuẩn, pin 100%, máy mã Mỹ 64GB, iPhone 11. Dĩ nhiên cũng có những cái 97, 98 phải kiểm tra hết thì mới nói nhá. Ok, nhưng mà trên 95 là chất rồi, đi mua máy cũ mà. Và báo giá nha, ai cũng quan tâm vấn đề này, báo giá.
cũng như là chế độ bảo hành và sản phẩm kèm theo, tặng kèm đấy. Đấy, nghe tặng thích lắm, nhưng mà thực ra cái tiền tặng đấy là luôn luôn phải đánh vào cái tiền máy rồi nhá. Không ai cho không mình cái gì đâu. Ok, thì bên shop Nhật Nam tặng dán cường lực, ốp dẻo và bộ sạc. Dĩ nhiên cái đó bao gồm trong cái gói các bạn mua máy này. Còn tự nhiên không mua máy là không được tặng nhá. Mua máy bảo bây giờ anh không thích lấy máy nhưng mà anh thích được quà tặng là không có. Đấy, cái đấy thì lại liệt vào thích đủ thứ thì lại căng, đúng không? Rồi ok, mình view luôn màu đen. Bạn thấy toàn máy đẹp chất như mới. Cho nên là mình nói có, cho dù người ta có nói tặng kèm là có gì, nói như thế để cho dễ nghe thôi. Điều đó ai cũng biết cả. Cho nên là càng tặng phẩm nhiều thì giá trị sản phẩm nó lại phải đôn lên. Chính vì lẽ đó, đây mình đang nói đến vấn đề mình không tặng cái tai nghe zin chân dẹp. Mình đã trừ tiền nó ra rồi các bạn nhé. Ai muốn mua kèm ok, cộng thêm 300. Còn đây là mình sẽ báo giá máy, bao gồm là có dán cường lực này, ốp dẻo này và một bộ sạc các bạn nhé. Và cái ốp dẻo thì mình luôn luôn tặng là thật, bởi vì nếu như những cái sản phẩm không có mình cũng không trừ tiền. Nên là các bạn ai mà thấy không có là biết bên shop Nhật Nam hết rồi, nên là tự đi mua hộ nhé. Cái đấy nói thẳng luôn, trắng phớ ra như vậy cho nhanh. Giá này không bao gồm ốp dẻo đấy, nhưng có vẫn tặng pin 100% này, mã Mỹ 64GB để kiểm tra đính chính luôn xem phải không, thẩm định chứ. Đấy, đúng mã Mỹ này. Ok, 64GB. Và sản phẩm iPhone 11 này màu đen sẽ có giá bán ngày hôm nay là 13.900.000. Thậm chí rẻ hơn XS Max các bạn nhé. Rẻ hơn XS Max 256, 13.900.000. Màu tím mắm tôm ở đây có hai máy rất chất, rất mới. Sẽ có giá bán là 14.200.000. 14.200.000. Và màu đỏ duy nhất ở đây sẽ có giá bán là 14.500.000. Rất là chất, rất là tươi, tươi xanh như nồi canh màu đỏ, chứng tỏ yêu anh luôn. Đấy, và con màu đỏ này cũng đang lên, chưa acti. Đấy, chưa acti, thôi để đây, tí nữa có kỹ thuật acti và kiểm tra sau. Mình bây giờ không rảnh, bởi vì mình hiện tại hồi nãy mình dỗi hơi chứ, nhưng bây giờ mình lại bận rồi. Đấy, chính vì lẽ đó nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Ai muốn đặt mua hàng hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 782 366, hoặc là số 0367 709 123, và hãy thể hiện uy tín của các bạn bằng cách đặt cọc 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu, 100.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu. Thể hiện mình là người đang thật sự muốn mua hàng. Thế thôi. Đừng mặc cả với uy tín của mình các bạn nhé. Đặt cọc là uy tín của các bạn, không phải uy tín của Nhật Nam. Ok. Thế thôi, mình nói như vậy thôi nhé. Còn ai gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình xem và mua hàng trực tiếp. Đấy, ok. Còn chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu lỗi của nhà sản xuất. Còn không lỗi của nhà sản xuất, ok, tự móc tiền ra đi sửa máy. Mình sẽ hỗ trợ sửa cho các bạn với giá hữu nghị nhất có thể. Đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và đồng hành. Nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ nếu thấy tất cả những gì mình nói là đúng và sản phẩm của mình là tốt. Đấy, còn ai mà xem chưa đăng ký kênh, ok, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mình sẽ review những cái máy đời cao và mở máy nhiều hơn để các bạn thẩm định, để xem, để mua, để cho các bạn tự tin hơn khi mà thể hiện uy tín của mình trước shop di động Nhật Nam. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.